bạn thân mến, làm sao để có thể trở thành một streamer nổi tiếng? Bằng cách nào có thể tạo ra được một kênh YouTube với nội dung triệu view? Tạo ra được những bộ phim, những TVC quảng cáo? Đó là rất nhiều những câu hỏi mà các bạn học sinh đặt về cho chương trình. Chính vì vậy, ngày hôm nay, Your Future, Your Choice quyết định đưa các bạn cùng tìm hiểu một ngành học được mang tên truyền thông đa phương tiện. Một cái điều rất là dễ dàng nhận ra của một sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện đấy chính là sự năng động, sáng tạo và đặc biệt là các bạn rất là đa nhiệm. Ví dụ như các bạn có thể tự lên ý tưởng kịch bản, tự quay, tự dựng, tự làm graphic và cuối cùng thì tạo ra một cái sản phẩm final sử dụng được trong marketing hoặc là trong những cái lĩnh vực về truyền hình phát sóng. Tùy vào cái chuyên ngành mà các bạn chọn thì chúng ta có thể đầu tiên là một cái laptop, máy ảnh và những phụ kiện xung quanh máy ảnh đó, ví dụ như là chân máy nè, đèn, những cái lens và một vài phần mềm như là Premiere, Photoshop. Và quan trọng là các bạn phải có đam mê cũng như là sự sáng tạo. Sáng tạo luôn luôn phải có trong tố chất của mọi người làm truyền thông đa phương tiện. Có những cái trend ở trên social á, cái đó không phải đi học mà có được, mà phải là do từ mình tự suy nghĩ, mình tự sáng tạo nên. Yếu tố thứ hai nữa là các bạn phải nhanh nhạy, chỉ cần nhìn đi đó của người biên kịch hoặc là người đạo diễn đi thì bạn đã phải biết là bạn sẽ định hướng là bạn sẽ truyền thông cái này theo cái đường như thế nào. Định hướng chỉ cần một câu nói nữa thôi, ví dụ như là Robert Chen có cái chuyện là con mèo mua ở đâu, hoặc là ví dụ như là chị Vũ Hôn, nhưng mà các bạn bắt trend rất nhanh, các bạn tạo ra được rất là nhiều cái content xung quanh những cái câu nói, những cái video đó, thì đó mới là cái mà ăn tiền của những người làm truyền thông đa phương tiện. Và cái thứ ba nữa là bạn phải biết teamwork, phải biết làm việc với đồng đội của mình, phải biết làm việc với nhóm của mình. Mình không thể làm việc một mình được. Thì em đang là biên kịch trong một cái studio do các bạn trong lớp lập nên. Gần của tụi em á là những cái giải thưởng nhỏ trong những cái cuộc thi phim ngắn, còn xa hơn thì em muốn trở thành một biên kịch có thể làm ra những cái bộ phim điện ảnh để đời hoặc là có nhiều tiền đến khán giả. Em muốn hình ảnh trong tương lai của mình sẽ là một event manager. Cái ngành truyền thông đa phương tiện này nó mang đến cho em rất là nhiều trải nghiệm, từ việc đi quay phim, dựng phim hay là tổ chức sự kiện đến phim trường. Từ đó mà em từ một cô gái rất là nhút nhát thì trở nên chủ động và sáng tạo hơn trong mọi việc. Cái ưu điểm lớn nhất của những người làm trong lĩnh vực này là các bạn thoải mái, tự do, sáng tạo, sẽ không có bị gò bó về không gian cũng như là thời gian làm việc. Các bạn có thể làm cho doanh nghiệp, các bạn có thể làm bên ngoài, các bạn có thể làm freelance, các bạn có thể làm ở nhà, các bạn có thể ra bưng cái laptop ra ngoài cà phê ngồi, và thế là ngồi cả buổi ngoài đó vẫn có công việc, vẫn có làm được, và quan trọng là vẫn có tiền. Học ngành truyền thông đa phương tiện ra thì các bạn có thể làm được các môi trường sau đây. Thứ nhất là làm việc ở các doanh nghiệp và các công ty. Thứ hai là các bạn có thể làm việc ở các cơ quan truyền thông, ví dụ như là đài truyền hình và các tòa soạn báo. Và thứ ba nữa rất là quan trọng là các bạn hoàn toàn có thể trở thành những nhà sáng tạo nội dung độc lập với những công việc mà các bạn có thể làm như sau: biên kịch, biên tập, đạo diễn, tổ chức sản xuất, quay phim, người dựng hậu kỳ. Đặc biệt là các bạn có thể trở thành các chuyên viên tổ chức sự kiện, một trong những lĩnh vực mà cần rất là nhiều nhân sự của ngành truyền thông đa phương tiện hiện nay. Để thay đổi công việc này, các bạn buộc phải có những tố chất sau đây. Thứ nhất đó là sự nhanh nhạy, linh hoạt và năng động. Thứ hai, bạn phải có tính thẩm mỹ cao trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như là điện ảnh nè, âm nhạc nè, và để tạo ra được những cái trào lưu mới cho cuộc sống và lĩnh vực nghề nghiệp của các bạn. Và cuối cùng đó chính là sự sáng tạo, thì bạn sẽ là người tạo ra những cái xu hướng, cảm hứng cho những người xung quanh cũng như là nội dung công việc của mình. Hy vọng các bạn sẽ có thể rèn luyện cho mình những tố chất cần thiết để có thể phát triển và thành công trên con đường này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phần lớn cái phần nổi của nó là sẽ được gặp người nổi tiếng, được làm với người nổi tiếng. Anh không nghĩ là sẽ có áp lực gì nhiều đâu. Họ cũng sẽ rất là đúng việc, đúng người, chứ họ không phải là quá khó khăn hay là quá xa cách hay là phải giữ hình ảnh qua đến mức mà có một cái rào cản ở giữa cái người làm cho họ. Bởi vì tương lai người nổi tiếng họ cũng cần truyền thông. Không có truyền thông thì họ sẽ không bao giờ đến được cái thời gian.